Anh lên sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Để mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em. Gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ, chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên. Nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Ngày từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây. Giờ ngân vang anh em, dù ở phương xa cũng như một nhà. From me say with love. Vươn qua góc tối mắt trời đang lên. Có những lời khi có cả lời tình, có những lời yêu thế là lời nhiều. Ta không cần khoe, không cần nhiều lời, thôi không cần kể ta cái chiều. Làm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu. Chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu, ok. Hả? Gì cơ? Hỏi gì đấy? Từ từ đã. Vừa vào câu hỏi. Mẹ biến mất nhanh quá. Chị hỏi gì cả. Lại vàng. Ô thế à? Từ từ nhá. Mẹ có vấn đề gì nhá? Sao lại vàng rồi nhỉ? Vàng như nào đấy? Từ từ nhá. Mẹ qua ai chỉnh cái... Alo, 124. Tôi biết nguyên nhân ở đâu. Alo, 1, 2, 3. Rồi. Ok. Nó bình thường chưa? Nó bình thường chưa? Như nào? Ok rồi đúng không? Ok ngay. Tôi vừa đổi cái máy webcam mới. Thực ra là nó cũng đéo khác gì đâu, nó chỉ là từ con 6.300 lên con 6.500 thôi. Tại vì hôm nay tôi tìm ra đồng máy ảnh tôi thừa con 6.500. Thế là tôi bảo thôi tôi gắn mẹ con 6.500 lên đi, trông nó khác đéo với con 6.300 không. Đéo khác gì cả. Mà lỡ gắn lên rồi thì chẳng nghe mình lại đi gắn lại. Thế là thôi cứ để mẹ luôn. Nên nó bị đổi cái setting các bạn ạ. Nó bị thêm cái mic của cái camera này nữa nên là nó bị vang đấy. Anh ơi em hỏi hộ ạ, nãy có bạn hỏi là tại sao càng lớn anh lại càng giống Nhu Nhi thế anh?
Nhiều anh em bảo lên đây donate hỏi xem là có đáp án không ạ. Tôi thấy thằng Nhu Nhi nó giống mẹ nó hơn chứ nhở. Từ từ đấy, mẹ bật cái điều hòa cái. Ngồi nói chuyện thì nóng thế nhở. Ủa, qua vừa sủi được một hôm, mẹ cay thế là cái Facebook. Dạo nó bị kiểu đéo gì? Facebook tôi đã bị khóa mõm, hôm nay tôi mở mồm rồi, hôm nay tôi nói được rồi. Hôm nay tôi chat được bình thường rồi, nhưng mà hôm qua tôi phải mượn nick của thằng Nhím về để tôi chat ở trong group. Là tôi nhắn xin họp trong group. Thì đéo nào có mỗi cái ảnh tôi cầm cái điện thoại mà chú nó Photoshop tôi đầu chọc thôi mà lên Facebook nó vẫn report. Vẫn bị ban. Thế là khóa mẹ luôn cái, xóa mẹ luôn cái bài post đấy, xong rồi để biết nick của thằng Nhím nó có gì làm sao không. Dỗi thực sự ạ. À. Tại sao nó lại như thế nhở? Mẹ chỉ làm cái bài bình thường vãi là cứt thôi mà tôi cũng đéo hiểu bây giờ mẹ cái tiêu chuẩn cộng đồng của bọn nó bị làm sao. Đây các bạn thấy cái bài post mất mẹ rồi. Tí nữa cho các bạn xem cái ảnh của Facebook thằng Nhím nó báo mẹ bài viết đã bị gỡ vì cái lý do đéo gì. Cái gì bôi xấu chế nhạo đéo gì. Chắc có người report ấy. Report đéo ấy, ảnh của mình mẹ report đéo ấy. Hề tôi mà biết thằng đéo report, tí nữa tôi phải tìm cách xem mẹ em tìm hiểu làm sao thằng report tôi ban có mẹ khỏi group đi được. Mẹ thằng trẻ trâu nằm vùng này, cay vãi cứt ạ. Cảm ơn cọp con nhá. Em vừa mới chia tay sau 5 năm anh ạ. Nhận ra mình không còn tương lai nữa nên là phải dừng lại, trống rỗng thực sự. Rồi, tại vì không phải trống rỗng, nó đang quen cảm giác có người yêu. Quay lại nó sẽ thành cảm giác FA nên là mình chưa quen. Nhưng nó không phải là trống rỗng, bình thường. Mấy hôm sau là hết. Cùng lắm là chắc được 2 tuần. Lâu hơn chắc được tháng. Quen nhanh lắm. Cảm ơn Lato nhá. Mai em lấy SH350 rồi anh ạ. À. Em háo hức mất ăn mất ngủ. Lúc anh lấy Z1000 có háo hức không anh? Cũng có đấy. Mua được con xe là cũng vui đấy. Nói chung là cũng được. Ok. Xong rồi bốc biển như nào nhớ báo với mấy anh em nhá. Mấy em còn cá kiếm tí. Biết đâu là ngày hội bộ tộc cùng giàu. Thỉnh thoảng mới tin vào mấy con số. Xem đời mình nó đỏ đến đâu. Sao anh không nhắn vào group vùng kín của Instagram ấy? Mẹ cái group đấy bây giờ đéo ai quan tâm nữa. Thật. Từ đầu post lên thấy mọi người còn tương tác nhiệt tình. Nhưng về sau post lên đéo thấy ai xem cả. Mẹ. Lâu lắm rồi có post lên group đấy đéo đâu. Mà post lên đấy thì đéo đọc được comment. Thỉnh thoảng cũng phải đọc comment một tí. Xem là anh em hưởng ứng cái sự off stream của mình như thế nào. Người thì chửi, người thì dỗi hờn vu vơ. Người thì buông mấy câu đánh đá. Nghe rất chi là xéo sắt. Đọc thế nó mới vui. Trong đấy post lên nhiều khúc thì đéo có ai tương tác cả. Đôi khi cũng dỗi. Mai hôm qua là bọn tôi họp team. Nói chứ mẹ lâu lắm rồi bọn tôi cũng đéo ngồi đông đủ với nhau. Ngồi uống trận rượu mẹ cũng có uống say vách cả cứt. Thế vui đéo chịu được. Hôm qua anh họp mà xóa tớt nghỉ bọn trẻ trâu và phá. Có phải tôi xóa đéo đâu. Đây tôi cho các bạn xem. Đéo phải tôi xóa. Cây vãi đái, Facebook nó xóa. Khi nào chơi cây xăng đồn biên phòng. Ui, tối nay có game mới hay vãi cả cứt. Tối nay anh em mình phải chơi tiếp giả lập siêu thị. Hôm nay vừa có bản big update xong. Siêu thị bây giờ có cả nhân viên fill đồ rồi. Tuyệt vời chưa? Mà hôm trước tôi ngồi chơi trộm một tí tôi cũng cày được đâu đấy lên khoảng 10.000 rồi. Tối nay anh em cơ cấu lại cái shop. Sau đấy là anh em thuê thêm nhân viên về fill đồ. Thế là đỡ khổ. Yeah. Háo hức vãi đái. Ngày hôm nay là tôi định vào ấy. Chiều hôm nay tôi vừa mới ngủ dậy. Nên là tôi nằm tôi lên tweet để tôi xem bọn Tây hôm nay nó stream game đéo gì. Tôi hay lượn lượn để xem bọn nước ngoài nó stream. Cảm bụt Bắc Giang nha. Thế là thấy tự nhiên trò mẹ Supermarket Simulator lên mẹ top 10 ạ. Úi mẹ giật mình vãi cứt. Tại sao thế giới lại chơi trò này nhiều như thế. Bấm vào phát mẹ ông đéo nào có một đống nhân viên mẹ mày bê kho bê đồ các kiểu. Uầy. Thế là mình mới lên mình đọc quả update. Hóa ra là hôm nay nó update nhân viên fill đồ thật. Cảm ơn Nhi nhá. Hộp Ednut là hộp gì nhá. Ednut có phải là hộp nicotine không em. Nếu như là phải thì anh nhận được hai hộp ấy. Thế thì chắc là đúng rồi đấy. Em ở bên nước ngoài về đúng không. Thế đúng rồi anh nhận rồi nhá.
chẳng qua cái đấy nó hơi nhạy cảm nên là anh cũng không không bê lên trên livestream hay khoe được. Cảm ơn Hải nhá, cảm ơn em nhiều. Cô ấy bảo bị xì chết xong chia tay em, một hai hôm sau em vào Facebook thấy đang hẹn hò, có phải là giao em không tốt không? Cảm ơn Bùi nhá. Ờ ok nhá. Đâu nhỉ? Từ từ đã. Đây. Nhìn này. Có cay không? Chúng tôi đã gỡ bài viết của bạn. Có vẻ như bạn đã cố tạo lượt thích, theo dõi, chia sẻ hoặc lượt xem video theo cách gây hiểu nhầm. Cay vậy đấy. Bài viết của bạn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi về spam. Là thế đéo nào nhỉ? Một cái bài rất bình thường, ngồi chụp một cái ảnh selfie thôi, mà nó liệt vào danh sách là cố tình tạo lượt thích, lượt theo dõi, chia sẻ hoặc là xem video theo cách gây hiểu nhầm, là thế đéo nào? Nó xóa cụ được cái bài của tôi đi. Tôi có spam sủi đâu. Mẹ tôi là đây là tôi là còn mượn nick của thằng nhím. Ờ. Cảm ơn bạn mới donate nhá. Hôm qua vừa đi may vest. Đấy. Đây là vest sắp tới của tôi các bạn ạ. Trông ok không? Rồi. Trông mẹ khắc đéo cái chăn đâu. Đẹp như thế này. Lung linh như thế này. Hợp lý thực sự. Đây là con tôi... Cảm ơn bạn giấu tên nhá. Đây là tối nay tôi vừa kèm cháu Tùng nhà tôi học. Chủ đề tập tục quanh bữa cơm gia đình Việt. Nhìn cháu tôi làm bài tôi cũng đéo biết nói gì cả. Bằng hiểu biết của mình và vận dụng kỹ năng tìm kiếm thông tin, con hãy hoàn thành phiếu thông tin sau đây. Trong gia đình con, trước khi ăn cơm mọi người có thói quen gì? Cháu Tùng trả lời là mời nhau ăn cơm. Chữ của cháu Tùng hơi xấu một tí để tôi đọc cho các bạn nhé. Câu 2 là viết lại lời mời của mọi người khi ăn cơm và chỗ trống dưới đây. Cháu nó viết là con mời bà, cô, chú, bố, mẹ ăn cơm ạ. À em ăn cơm ạ. Nhà tôi ăn cơm thì có bà nội này là mẹ Lý này. Có cô của nó này. Thỉnh thoảng là có người yêu cô nó sang ăn cơm thì là chú này. Bố nó này, mẹ nó này, em Nhu Nhi này. Thế là liệt kê mẹ rồi hết. Có mời bà, cô, chú, bố, mẹ em ăn cơm. Xong. Khi có khách tới nhà ăn cơm, mọi người trong gia đình con mời vị khách đó như thế nào? Nhà con là bắt tay, vẫy tay, khoanh tay. Mày đau ruột, đéo chịu được. Tôi đọc xong tôi cũng mắt chữ A, mồm chữ O. Tôi cũng đéo hiểu mẹ. Nhà tôi thì ít khi có khách đến vào giờ cơm lắm. Nhưng mà tôi không hiểu sao trong ký ức của nó là cả nhà tôi sẽ bắt tay, vẫy tay, xong rồi khoanh tay. Câu số 4 là khi gia đình con đang ăn cơm mà có khách tới chơi, mọi người trong gia đình con có mời vị khách đấy dùng bữa không? Nếu có thì lời mời đó như thế nào? Vị khách thường trả lời ra sao? Nó trả lời là có. Lời mời đó là cô chú ở nhà ăn cơm với cháu ạ. Vị khách đó thường trả lời là thôi em ăn rồi. Mẹ ạ. Thực tế đéo chịu được. Trang 2 này. Bằng hiểu biết của mình và vận dụng kỹ năng tìm kiếm thông tin, con hãy hoàn thành phiếu sau. Trong bữa cơm cùng gia đình, con thường ngồi ở vị trí nào? Con ngồi ở giữa. Trong khi ngồi ăn, con thường ngồi tư thế nào? Con ngồi thẳng lưng. Nó ngồi ăn cơm mà tôi chưa giờ thấy nó ngồi thẳng lưng cả. Nó ngồi hôm thì nó vắt chân lên bàn, hôm thì nó vẹo sang một bên, hôm thì nó ăn được miếng cơm, nó chạy ra nó nghịch đầu chơi với thằng Nhu Nhi. Quánh cho mấy lần rồi. Thế mà nó điền vào phiếu là nó ngồi thẳng lưng. Thằng này là hơi lươn lẹo một tí. Trong các bữa ăn, ai trong gia đình con sẽ là người xới cơm? Mẹ, bố, bà, cô, bác xới cơm. Nghĩa là ý nó là cả nhà xới cơm. Nhà tôi bình thường là thường thường thì hôm thì tôi sẽ xới một vòng trước, hôm thì em tôi xới một vòng, hôm thì mẹ tôi xới một vòng trước. Sau đấy thì tôi ngồi gần nồi cơm. Có hôm thì nhà tôi bê nồi cơm lên để trên bàn, thì tiện thì ai ăn thì xới. Còn bình thường thì nhà tôi để nồi cơm ở trong nồi, xong để chế độ ủ cho nó nóng cơm. Tôi là ngồi gần nồi cơm nhất nên là cả nhà sẽ đưa bát cho tôi xới. Đấy.
4 là theo con khi sới cơm cần lưu ý điểm gì? Nó trả lời là sới cơm quá nhiều, không quá nhiều và cẩn thận tránh bị bỏng. Ủa, chữ nó xấu thực sự luôn ấy. Không thể tin được. Mẹ, chữ nó, chữ tôi là xấu rồi đấy. Mẹ, top trên Cao Bằng rồi đấy. Mà thằng này mẹ, nó, tôi phải gọi nó một cụ. Khi dùng chung bát nước chấm, gia đình con thường có những chú ý gì? Không để rớt thức ăn vào bát nước chấm. Ngày nó có chấm bao giờ đéo đâu. Tránh, tránh đâu. Tránh, à đấy. Nó lại còn tránh CH nữa. Thế có mệt mỏi đau đầu không? Đây, từ từ, còn có trang 2 nữa cơ. Khi bắt đầu vào bữa cơm trong gia đình con, ai sẽ là người gắp đầu tiên? Nó trả lời là khi bắt đầu bữa cơm, bố con là người gắp đầu tiên. Mẹ, trong khi thằng bố nó lúc nào ngồi ăn cơm cũng chống cằm một lúc, đúng không? Ngồi suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất. Xong rồi ngồi một tí cho mồm nó đỡ đắng, ngồi tí cho đỡ mệt, ngồi tí thở một tí, xong rồi bố nó mới bắt đầu ăn cơm. Nhà thì bà mẹ với cả là cô đó là những người thường thường là ăn cơm đầu tiên. Có hôm thì bố nó đi luộc trứng, hôm thì bố nó đi rán thêm quả trứng ngồi ăn. Tôi hay thích ăn trứng. Thế mà nó ghi vào đấy bố nó là người gắp đầu tiên. Mẹ nghe nó có tủi thân không? Cay không chịu được. Viết lại hai điều quy định trong lúc ăn cơm của gia đình con. Một là không được ra khỏi chỗ. Mẹ nghe kiểu quả gia đình gia trưởng đéo chịu được. Ra khỏi chỗ kiểu bị táng mẹ luôn ấy. B là không được ngồi lên bàn. Đấy là nó ghi thằng Nhu Nhi đấy các bạn ạ. Thằng Nhu Nhi chuyên ăn cơm xong ngồi lên trên bàn. Nó nghịch đồ chơi xong rồi nó ngồi lên trên bàn. Xong rồi nó bị táng, xong rồi nó bị bắt úp mặt vào tường. Thế là nó ghi mẹ vào đấy là không được ngồi lên bàn. Mệt đéo chịu được. Khi dùng món canh hay các món có nước khác, gia đình con thường có thói quen gì? Nó ghi là dùng thìa múc canh ra bát riêng của mỗi người. Mẹ trông chữ của nó trông giống như quả mỗi người ấy nhở. Để thằng này viết xấu vậy đấy. Dùng thìa múc canh ra bát riêng của mỗi người. Cũng đúng đó. Cũng đúng, ăn canh thì cũng hợp lý. Khi dùng xong muỗng múc canh, gia đình con thường để muỗng ở vị trí nào? Gia đình con thường để muỗng múc canh trong bát canh. Họ và tên Thanh Tùng, lớp 2A3. Vãi cả bìu thật. Xong ở bên này còn có thêm quả. Cái này tôi cũng không biết là gì. Tôi bảo tại vì hôm nay là vợ tôi cho con học, xong rồi tôi vợ tôi kiểu cho con học, kiểu không khí nhà nó cứ thế đấy nhỉ. Viết đi. Chữ này là chữ gì? Thiếu tôi chấm đã bảo bao nhiêu lần rồi là phải viết hoa đầu câu. Có viết hoa được không? Là tôi bảo mẹ căng thẳng quá, tôi bảo em có thể dạy con nhẹ nhàng một tí được không? Nó trẻ con nó chưa biết gì, em cứ gắt lên với nó. Bảo thế anh ra anh dạy đấy. Thế là tôi bảo thế thôi. Em nhót. Anh ra để anh dạy. Thế là tôi mới ra, tôi ngồi cạnh nó. Đấy, xong rồi tôi dạy nó. Tôi dạy nó rất nhẹ nhàng luôn. Ví dụ như là đấy, tôi dạy là đến câu 3, câu 4 này là tôi dạy nó này. Đấy, ví dụ như là con nhìn đi. Đấy, bát canh đây, đây là bát canh của nhà mình. Nhà mình ăn canh như nào? Thế là đến lúc xong muỗng múc canh thì nhà mình làm như nào? Thì luôn cái muỗng múc canh đang trong bát, nó ghi mẹ là trong bát. Rồi bên này là những bữa cơm hạnh phúc của gia đình. Nếu thì có một cái bảng to vậy cứt. Thì tôi có hỏi vợ tôi là em nhắn tin cho cô đi xem mà cái bên này là cái gì? Vẽ hay là vẽ bát canh, hay là vẽ cái muôi múc canh, hay là tả cái đéo gì đấy. Không có nhắn thì cũng không thấy cô trả lời. Đấy, mẹ cháu Tùng nhà tôi đấy. Trông có chán không? Rất mệt mỏi. Đó, có mấy cái ảnh thế thôi. Sao lại nghe sai sai? Tôi tin là sau này các ông có con, các ông ngồi dậy nó cũng thế thôi. Áp lực lắm các bạn ạ. Cảm ơn Bắp Di nhá. Anh ơi, hôm em nhờ anh thu hộ con dao. À, dao gì mày nhờ? Anh xem nào. Tôi hỏi vợ tôi là tại sao chữ con mình xấu thế. Vợ tôi trả lời là anh phải hỏi nó chứ tại sao anh lại hỏi em. Tôi thấy là cũng đúng, nên tôi đéo dám hỏi vào sâu vấn đề đấy nữa. Tôi hỏi là thế ở lớp nó là chúng nó sẽ viết như thế này à, hay là mỗi con mình viết như thế này? Thì vợ tôi bảo là lớp nó đứa nào cũng như thế. Thế là một sự an ủi rồi. Lớp 2 chắc là chữ đứa nào nó cũng thế. Nó cũng phải có một cái quãng thời gian nào đấy để chúng nó luyện lại chữ thì chúng nó mới đẹp được. Ngày xưa mình đến tận lớp 12 chữ mình vẫn xấu cơ mà, ở đây nó mới lớp 2 chữ nó như thế là quá là chấp nhận được rồi, đúng không? Cảm ơn Linh nhá. Lịch thần hôm nay ạ.
Tí nữa nhá, cái lịch tôi lại để ở cái bàn dưới rồi, tí nữa mình cầm lên xem lịch ngày hôm nay là gì nhá. Em tha thiết muốn mua cốc Misi 1200ml ạ. Thông báo với cả các bạn là tôi vừa đặt mấy nghìn cái cốc về để chuẩn bị bán cho các bạn tiếp. Mấy chục cái cốc về. Nên là một tháng nữa chúng ta sẽ có một đợt cốc mới, nên các bạn yên tâm là đừng đi mua cốc fake các bạn nhé. Tôi nghĩ là với cái tình trạng ẩu đoảng của các bạn FA thì cái việc mà các bạn rơi cốc vỡ nắp, rơi cốc làm móp hay là rơi cốc làm xước ấy, nó là cái vấn đề thời gian thôi, nó sẽ xảy ra sớm thôi các bạn ạ. Cho nên là tôi cứ nhập về thật nhiều vào, kiểu gì các bạn dùng cái cốc này quen rồi, đến khi các bạn mua cốc khác các bạn cũng khó chịu. Nên là sắp tới các bạn ủng hộ nhá. Tiếp theo nữa sắp tới có thêm quả màu mới, màu đen ánh đỏ formula nữa, nhưng mà không biết có làm kịp không, nếu không làm kịp thì thôi. Từ từ nhá, tôi đọc lại donate ở bên Play Đua trước lại nhá. Xong rồi tí nữa tôi xem donate bên WeScan nhá. Anh ơi, hôm em có nhờ anh thu hộ con dao, nhà em có việc cần xoay tiền gấp ạ, anh check giúp em với. Em gửi lại offer cho anh đi. Hôm trước anh em mình tính nhau bao tiền nhỉ? À đây đây rồi rồi, ok ok nhá. Tí nữa sang bên Nemo anh thu lại. Hứa. Why? À hôm trước anh em anh thỏa thuận xong hết rồi đúng không? Bữa em bị khóa ác Facebook xong, em liên kết Facebook bằng ác Liên Quân, xong đi luôn nick Liên Quân mấy chục củ. Kinh nghiệm của tôi ấy, tất cả các tài khoản sau này các bạn nên chỉnh lại cam một tí cho nó lệch góc. Này nó mới đúng chứ nhỉ? Thế là mình mới giữa chứ, nãy giờ mình thấy mình bị vẹo thế đéo nào. Tất cả các nick ấy, thường các bạn nghĩ là các bạn sẽ lập ra để các bạn chơi cho vui thôi, nhưng mà đéo đâu. Một ngày nào đấy các bạn trúng cái sự kiện trong game, một ngày nào đấy có người cho bạn skin, thì các bạn sẽ nghĩ đến cảnh mà các bạn bán nó đi. Thật. Cho nên nhá, từ bây giờ trở đi nếu như các bạn chơi một con game nào mới, các bạn hãy dùng một cái email mới để các bạn lập, để sau này bán đi phát là bán luôn. Ôi kinh nghiệm bao nhiêu đời mẹ rồi. Có những thứ tôi đéo bán được thì tôi sẽ dùng cái tài khoản email của tôi thôi. Ví dụ như là Nick FC Online, Nick Liên Quân Mobile thì làm sao bán được. Người ta tặng cho bao nhiêu trang phục như thế, tặng cho bao nhiêu quân huy. FC thì người ta tặng cho bao nhiêu đợt đấy, ép cầu thủ, xong lại có thêm cả cầu thủ Phùng Thanh Độ cộng 10 thì bán vào mắt. Bán đi thì mẹ mang tiếng, nên là đéo bán được. Còn những cái tài khoản khác ấy, tính rồi các bạn, nếu như mà các bạn không bỏ tiền ra thì nó cũng là bỏ thời gian, cũng là cày kéo, vẫn bán được. Ngày xưa tôi bán mấy cái nick World of Tank được bao nhiêu? 100.000, 150.000, 200.000 vẫn bán tốt. Đỡ phải liên quan, bán phát được luôn. Group anti anh bán rồi à? Toàn là quảng cáo bán thế ạ? À bán hàng thế ạ? À tao chưa dọn thôi, sắp tới tao dọn lại phát mẹ group ấy lại như mới luôn. Group anti sắp tới tao sẽ đổi thành group có gì khoe đấy. Tí nữa nhá, tí nữa anh em vào đổi thành group có gì khoe đấy. Các bạn thích khoe gì lên trên đấy thì cho anh em còn có content ngồi lướt lướt. Anh ơi em xin info tai nghe anh live stream với ạ, đa tạ anh. Mau bắt X3 bạn ơi. Có 350 một cái thôi, dùng bền vãi cả cứt. À hôm nay vừa đọc được mấy quả mail, lại phải chia sẻ với cả các bạn. Mấy quả mail khá là ối trời ơi. Đây, vấn đề đầu tiên của bạn tên là gì đó, một địa chỉ email bí mật. Tôi xin phép đọc mail thôi chứ tôi không công bố địa chỉ email, không phải nhỡ. Đây là những cái mail góp ý của các bạn, anh em đọc lên để cùng nhau thảo luận, chứ không có ý gì cả. Nhỡ post lên cái các bạn lại vào đả kích chửi nhau thì nó cũng không hay, đúng không? Cảm ơn Tun nhá. Ừ đúng rồi, đợi mixer gọi con xác nhận em nhá. Hí anh, em xem anh và anh em refund cũng tầm 5 năm rồi. Trước giờ em luôn ủng hộ anh và mọi người team mình. Đấy, đọc xong thấy có vấn đề chưa? Là sắp đéo ủng hộ nữa rồi đấy. Có lẽ vì em khó tính hay là cách xem stream của em nó đã lỗi thời, nhưng mà em thấy hơi sai sai. Vấn đề là em thấy mọi người trong team hay xem những video kiểu trải lòng hay là re-stream của anh em khác khi có việc gì đó nổi bật. Em không dám nói là anh em stream xem là sai, nhưng anh thử nghĩ xem một team mà anh nói đầy đủ khung giờ, màu sắc để viewer lựa chọn, thì tất cả hoặc gần như tất cả mọi người đều xem một video trong cả ngày hoặc cùng một giờ stream của nhau. Và thời gian viewer của bọn em bỏ ra để xem có đáng khi anh em không đầu tư chất xám mà lấy video xem suốt ngày, cả một khung giờ 5-6 kênh xem cùng một video. Em hỏi anh em nên tắt stream, treo tab ủng hộ hay là bỏ xem stream, vì stream mơ chỉ có ngồi đó cho đủ giờ rồi ọp.
Nếu anh đọc được thì em muốn nói luôn là em yêu quý mọi người đây, chỉ là đóng góp ý kiến riêng. Nếu anh đọc trên stream thì che email em lại ạ. Em fan anh. Tôi che email rồi nhá bạn nhá. Thế này nhá. Tôi về góc nhìn của tôi đấy nhá. Về góc nhìn của tôi đấy nhá. Thứ nhất ấy là tôi đang hiểu cái vấn đề của bạn theo hai hướng. Một là ví dụ như là xem những cái video kiểu trên TikTok hay là trên group Discord, thì trong hết tất cả những cái khung giờ từ sáng cho đến chiều ấy, chúng nó xem sẽ có những cái video bị xem lại. Hoặc là bạn đã xem ở streamer khác rồi, bạn quay lại bạn thấy streamer đang xem, nên là bạn cảm thấy là xem rồi nên là mất thời gian. Hoặc là bạn đang nói theo hướng là xem vlog, hoặc là xem có vụ gì giống như Tú Hình Sự ngày hôm trước. Chỉ có hai vấn đề đấy thôi, tôi thấy là mọi người hay xem lại. Cá nhân tôi thì thấy ở vấn đề 1 nhé. À mình phân tích vấn đề 2 chứ, đấy là vấn đề về xem vlog. Với cả là xem những cái vụ gì mà anh em restream lại. Cá nhân tôi thấy thì cái đấy nó không sai. Mỗi bạn sẽ có một tập viewer riêng và một tập viewer chung. Nên là tôi nghĩ là có nhiều bạn sẽ xem rồi, còn nhiều bạn chưa. Giống như hôm trước tôi mà xem vụ đấy, có lẽ tôi là người cuối cùng trong team tôi xem cái vụ đấy luôn. Thì sau khi mà tôi ngồi xem xong thì tôi nghĩ là chắc là có nhiều bạn cũng đang đợi tôi xem. Rồi anh em mình xem cùng. Hôm đấy tôi cũng là lần đầu tiên tôi ngồi xem, và tôi xem rất chăm chú. Chỉ có bị khó chịu là thằng nhím nó nói nhiều vãi cả tức thôi, để tôi đéo tập trung tôi xem được. Nhưng mà nó cũng làm cái nội dung hay, tại vì cá nhân tôi đã xem lại nội dung của bọn nó rồi. Cho nên là mình phải tôn trọng là chúng nó xem, chúng nó phải reaction, chúng nó đéo thể ngồi yên, chúng nó ngồi xem một mình được, xem từ đầu đến cuối được. Nên là chuyện đấy thì tôi nghĩ là nó bình thường. Thứ hai là mấy cái nội dung mà chúng nó lướt đi lướt lại thì về góc độ của người làm ấy là chúng nó đang phục vụ viewer của bọn nó, chứ nó có phải phục vụ viewer của kênh khác đâu. Bạn đang dành khá là nhiều thời gian ra xem thời chim, tôi nghĩ là như thế. Và bạn xem một phát cung mẹ, chắc là từ mẹ trưa cho đến chiều cho đến tối mẹ luôn. Nên là cái việc mà bạn lặp đi lặp lại mấy cái video cũ mà kênh khác xem rồi, mà bây giờ bạn lại thấy ông khác xem, thì đấy là vấn đề tôi nghĩ là bình thường. Bạn đang hơi khó tính một tí, giống như những gì mà bạn đã nói. Dễ tính thôi bạn, hoan hỉ một tí là được. Không phải là vấn đề không xem thì cút, nhưng mà mình thoáng ra. Trời ơi, có làm sao đâu. Nó chưa đến cái mức gọi là mọi người bị lạm dụng quá. Lạm dụng quá thì tôi sẽ là người đứng ra tôi nói mọi người ngay. À, tôi thấy đúng là cũng có nhiều bạn, cũng có nhiều người như bạn thật. Là xem mẹ xem cả ngày thật, nhưng mà cũng có nhiều bạn thì bạn chỉ xem đúng cái khung giờ của một streamer mà bạn ấy thích thôi. Ví dụ như tôi chẳng hạn, là mấy bạn chỉ có buổi tối mấy bạn xem tôi đó, chứ một ngày hôm đấy tất cả mọi người stream những cái gì, xem những cái gì rồi thì đấy là việc của người ta. Còn đến giờ tôi xem lại, tôi cũng có xem stream bọn nó đéo đâu. Thỉnh thoảng rảnh tôi vào tôi check xem view của chúng nó đang bao nhiêu, chúng nó đang làm nội dung gì thôi, tôi đi ra đấy, chứ tôi cũng không xem. Tôi không thích xem nhiều, tại vì tính của tôi hay có tính bắt chước. Tôi bắt chước xong rồi tôi hay làm theo. Kể mấy thằng em tôi cũng hay bắt chước vậy cứ. Tôi biết cái tính của tôi như thế nên là tôi đéo thích xem nhiều. Thứ hai nữa là cá nhân tôi thì muốn xem những cái gì mà nó mới, tôi mà ngồi xem chúng nó xong rồi tôi biết rồi tôi bị lười xem vãi cả cứ. Rồi, sang cái email khác nhá. Bạn này gửi email với cái nội dung là không thấy hợp lý. Chấm than. Mẹ vừa vào cái thấy quả email không thấy hợp lý. Anh à, anh nên chia lại giải thưởng nhé. 3 top đầu là 3 top cao nhất để mọi người cố gắng đạt được, mà anh lại để top 3 bằng top 4 với cả top 5. Vậy thì mọi người cố gắng đạt top 5 chỉ như top 3 rồi. Chưa kể tiền thắng top 3, top 6 có hơn 500k thì anh thấy có hợp lý không? Em nói vậy thôi anh tự sắp xếp lại với mọi người nhá. Đấy là đúng giọng văn của bạn này nhá. Bạn này tên là Phong thì phải. Tại vì tôi thấy cái email là nhạc của Phong. Tôi nghĩ là chắc bạn này đang nói về cái vấn đề tiền giải. Tiền giải thì thứ nhất là tôi đéo phải là người quyết định. Mẹ tôi ngồi tôi họp với cả mấy anh em, sau đây mấy anh em cùng nhau đưa ra quyết định cho nó hợp lý. Nhưng mà tôi thấy cái tiền thưởng ấy nó cũng hợp lý rồi. Nó cũng chỉ là tiền thưởng mang tính chất mẹ tinh thần thôi. Trời ơi. Khổ. À, hôm trước tôi bảo là bên FC Online tài trợ 100.000. Xong hôm nay mẹ tự nhiên tôi nhận được cái tin nhắn của bên kia bảo là bên em tài trợ anh 200.000 FC, mà tại sao em mới xem clip Moilic thì thấy anh tài trợ có 100.000. Ôi, mẹ đọc xong tự nhiên thấy nhột vãi cứt. Tôi đéo để ý, hôm trước tôi đọc xong tôi thấy bên đấy tài trợ, thế là tôi đọc qua thế thôi. Tôi cứ đinh đinh trong đầu đấy là 100, chứ đéo phải 200, 200 kiểu nó lớn vãi cứt. Thế là tôi cũng dở hơi là hôm trước tôi bị
tôi bị khóa cái Facebook thì tôi cũng đéo buồn tôi dùng Facebook nữa, tôi cũng đéo check lại. Thế đéo nào nó là 200.000 các ông ạ. Thế thì thôi, mình lại nhân đôi cái số tiền hôm trước mình đã ghi ở trong sổ đấy ra là xong. Thế là nó thành 200.000. Lỗi quá. Tí thì bú được 100.000. Hết bại rồi. Có nhiều mail lắm nhưng tôi chưa kịp lọc. Tôi thấy mấy cái mail này. Mà tôi lọc lại mail sau, tại vì mail bây giờ nó vào mẹ hòm thư spam nó nhiều vãi cả cứt. Để đọc được. Cái gì cơ? Vượn video làm video cưới, video gì làm video cưới mày? Bài đấy phải của anh đéo đâu. Trời ơi. Anh Đậu ơi, em muốn mượn anh biết bài tình yêu bắt cơm rang để làm video cưới. Anh check qua mail của em được không ạ? Mail em tên là Trương Hoàng Sơn. Em ơi, em gửi mail cho bạn Thiện Hưng. Bài đấy không phải của anh. Bài đấy là của bạn Thiện Hưng và đăng lên kênh của bạn Thiện Hưng. Bạn Thiện Hưng thì đang... Hình như là mấy cái bài đấy bạn lại đang gửi cho bên bên Cục Tác Quyền Việt Nam thu bản quyền hộ. Cho nên là gần đây các bạn có thấy tôi dùng cái bài lúc off stream có bài gì nhỉ? Bộ Tộc Cùng Già, dạo này tôi có dùng bài đấy đâu. Bạn ấy không gỡ được, tôi cũng không hiểu tại sao không gỡ được. Tôi bảo bạn ấy mấy lần rồi là em ơi bảo bên đấy gỡ hay là whitelist vào được không? Bạn ấy bảo là em bảo bên đấy rồi nhưng mà bên đấy người ta cũng không chèm xử lý, thế nó cay chứ. Thế là gần đây tôi có làm đâu. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đến cái vấn đề bản quyền với cả vấn đề thu nhập của kênh tôi. Tức là cái bản quyền đấy của bạn đấy đang là tất cả những cái tiền gì mà nếu như mà trong một cái buổi live stream tôi ngồi nói chuyện với các bạn trong vòng 1 tiếng, tôi chỉ bật cái bài lên đúng 30 giây cuối ở buổi live stream thôi là toàn bộ tiền của cái buổi YouTube ngày hôm nay chuyển mẹ hết sang bên đấy. Thế làm sao mà tôi có thể dùng được nữa? Ngày xưa thì nó không bị, xong rồi tự nhiên bây giờ nó bị. Ừ, cái nhà bài đấy nó vẫn hợp mút, nó vẫn hay. Nhưng mà tôi bảo bạn ấy 3 lần liền bạn ấy không giải quyết được, thế là tôi phải đổi bài chứ. À, cả một đợt đâu đấy khoảng bài đấy, tính đến bây giờ tôi không nhớ là bao lâu, chắc loanh quanh khoảng 2 năm vừa rồi là bị dính trưởng vào đấy hết. Thế là đợt rồi tôi bảo thôi không xử lý rồi, thôi để anh đổi nhạc vậy. Mua bản quyền nó không phải là vấn đề mua bản quyền hay không. Trời ơi, mẹ mới mua được thì tôi mua mẹ rồi. Thế nó mới cày. Tôi không biết là bây giờ giải quyết được chưa, sau này mà giải quyết được rồi, xong hết rồi thì lúc ấy anh em mình lại dùng lại cái nhạc đấy sau. Thế nhá, bạn mà ấy thì bạn liên hệ bạn Thiện Hưng nhá. Tôi thì quả đấy tôi chịu ấy, không phải nhạc của tôi, chỉ là nhạc bạn ấy viết tặng thôi. Cảm ơn Bảo nhá. À, chúc mừng sinh nhật em, cảm ơn em nhiều. Anh ơi, mai em đi phỏng vấn ở Bâu à? Cái này là Bâu à em? Bốt à? Bốt là hãng chuyên làm về đồ cơ khí đúng không nhỉ? Nhà anh có mấy cái khoan của bọn Bốt này khỏe vãi cả cứt. Chúc may mắn nha em ơi. Anh Độ chưa ngủ à? Muộn rồi, đi ngủ đi anh ơi. Mẹ mày có 10 giờ, giờ này giờ tao tỉnh nhất mày lại bảo tao đi ngủ, giờ này đố tao ngủ luôn này. Em hiểu anh mà, anh không bú đâu. Anh có bú đâu, trời ơi mẹ. Quả đấy mà lọt là anh cũng bú rồi đấy. 100.000 FC là chơi được mẹ bao nhiêu nhỉ? 10 vòng sự kiện là mất 150.000. 10 vòng sự kiện chia 3 ra là đợt đấy phải chơi được 7 vòng sự kiện. Mày bú được quả đấy thì đẫm mẹ luôn. Thế không bú được mày đen. Anh Độ ơi, sao mấy năm trở lại đây anh hay chơi game xong để nguyên rồi up YouTube mà không cắt ngắn lại kiểu edit gọn lại dễ xem như ngày xưa vậy hả anh Độ? Tôi thấy thói quen của người xem là nhiều người người ta thích xem full, còn nhiều người người ta thích xem tóm tắt. Thì tôi nghĩ hợp lý nhất là các bạn tự tua, không phải là lười edit đâu, mà là xem full nó vẫn có cái hay của nó đấy các bạn ạ. Ở bên YouTube nha, rất đơn giản, các bạn chỉ cần kích hai phát sang bên phải màn hình thôi là các bạn tua được đi 15 giây rồi. Cứ mỗi lần thì các bạn tua, các bạn bấm mấy lần nữa các bạn tua xong là xong mẹ rồi còn gì nữa. Những cái nào mà lặp đi lặp lại nhiều quá thì tôi sẽ bảo nó cắt. Chứ còn bình thường tôi hay để full. Xem full thì nó sẽ hay hơn. Ngày xưa thì bọn tôi hay làm theo kiểu là bọn tôi edit lại xong có cái gì nó vui vui thì làm, nhưng mà cái đấy thì phục vụ khán giả theo kiểu là người ta thích xem mấy cái tình huống vui, hài hài, chứ người ta sẽ đéo quan tâm về cái con game đấy, cốt truyện nó như nào, nội dung như nào và cái hướng phát triển nó ra sao. Còn tôi thì bây giờ trong khoảng hơn một năm gần lại trở lại đây thì tôi hay chơi game theo kiểu là để người xem người ta hiểu
sau đấy là người ta sẽ chờ những cái tập tiếp theo. Tôi thì hay làm theo kiểu đấy và tôi nghĩ là để full nó vẫn hợp lý hơn. Còn không thì các bạn cứ bấm tua đi. Cái khó là mỗi người người ta sẽ có một cái kiểu cảm thấy vui khác nhau. Ví dụ như là với một cái tình huống này, người ta xem cười nắc nẻ mẹ luôn. Còn có những người người ta xem người ta đéo thấy buồn cười. Thế là nếu như mà mình đặt mình vào mấy cái ông đéo thấy buồn cười thì mình sẽ cắt những cái đoạn này đi. Còn những cái ông thấy cái đoạn đấy buồn cười thì lại thấy phí vậy cả cứt. Nhiều khi người ta xem xong buổi live stream ngày hôm đấy rồi, xong ngày hôm sau lên người ta chỉ muốn người ta tua lại để xem những cái đoạn hài hài mà người ta đã được xem rồi thôi. Thế lỡ cắt mẹ đoạn đấy thì thành dở hơi à? Thế nên tốt nhất là để full đấy, phục vụ được hết tất cả mọi người. Đúng không? À, cái game nào mà tôi bảo nó edit lại thì mình sẽ edit lại sau nhá. Cảm ơn Phi nhá, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em nhiều. Thế anh edit full đi ạ. Edit full thì edit cái đéo gì. Cắt vứt mẹ đấy thôi chứ. Nẫu ruột. Anh còn khung sờ chim đời đầu ở bên chung cư không? Để làm khung đấy cho hoài niệm anh ơi. Có chứ, nhưng mà để lại khung đấy bây giờ chắc các bạn chê vãi cả cứt. Khung đấy bây giờ để lại trông hơi nhà quê. Rồi, lướt group tí đi. Mấy hôm mày đã lướt group. Má hôm nay Hà Nội trời nồm, đéo chịu được. Ra ngoài mẹ mù tịt mẹ luôn ý. Ô mai thứ 6 lại được đi đá bóng, thật tuyệt vời. Chơi Resident Evil 9 đi anh ơi. Sao lại có Resident Evil 9 nhỉ? Đâu ra nhỉ? Resident Evil đến bản mấy rồi nhỉ? Quên mẹ rồi. Mẹ mà ông đẻ đéo nó ra bản 9 đấy nhở. Đéo có bản 9 bạn ơi. Ui, hôm trước vừa ăn được ván bổ nông ngon đéo chịu được. Win luôn. Hey, cáo này chưa sơn xong nhở. Cáo này mà sơn xong rồi sắp tới tôi sẽ mặc lên chương trình huynh đệ tranh giành. Ôi gánh anh em. Áo đẹp đéo chịu được. Em buồn ngủ quá nhưng mà vẫn muốn xem anh thì làm sao cho tỉnh ngủ anh nhở? Mày đi ngủ đi. Dragon đậu má 2. Cuối tháng này ra rồi, lại sắp đắm chìm rồi. Trông hay vãi cứt. Sao lại có cái thông báo này nhỉ? Missy Gaming phản công một cách bình tĩnh và phán đoán chính xác của chủ phòng live khiến đối thủ không có nơi nào để trốn. Thế là bình thường tôi live ở bên Nemo là các bạn sẽ nhận được cái thông báo này à? Có phải không đây để tôi còn bảo bên Nemo đổi lại cho tôi cái này cái anh mẹ nghe nó vô tri vãi cứt vậy. Cứu. Đúng à? Hả? Mẹ à, tại sao nó có thể vô tri một cách như thế này được nhỉ? Tôi lưu lại, mai tôi báo lại bên Nemo nha các bạn. Độ Misi đã livestream ở đêm Nemo rồi, các bạn hãy vào xem ngay nhé. Em nghe nó vừa lịch sự, nó vừa người già không? Đọc xong tôi thấy lú. Ronaldo và Ronaldo. Wow. Bạn định tặng tôi cái xe này à? Mixer cộng GTR34. Feedback này uy tín không anh Moi? Uy tín em. Đẹp nhỉ. Ui xe này mà đi Hà Nội mà gặp cục gạch thì chắc kênh con mẹ lên mày nhở. Trông gầm thấp thế. Ủa tao chết à? À biến thành con hổ. Wow. Đỉnh cao vãi cứt bạn ơi. Mẹ, bạn đang làm theo hãng phim Hollywood à? Hay là kiểu mẹ mình đang tự học ở nhà? Tôi thấy là bạn có tố chất để sau này đi làm kỹ xảo điện ảnh đấy. Wow, biến mất luôn. Được quá bạn. Cảm ơn bạn Sình Trương nhá. Wow. Có cả sao em phách luôn. Chất. Nghệ nhân đấy bạn ạ. Đố anh đều biết áo anh bán sai ở đâu. Sao lại sai?
áo, đố anh Độ biết áo anh bán này sai ở đâu. Ơ? Sao lại đéo có chữ A nhỉ? Ơ? Ủa thế áo bình thường cũng như này á? Tôi chết mẹ rồi, thế bán được bao nhiêu cái áo rồi mà giờ mới nhìn thấy cái này thì thực sự là nhà quê mẹ luôn đấy. Có chữ A mà. Đây này. Ôi. Đéo có chữ A. Sao thế nhở? Ơ sao đây có chữ A này? Sao áo này đéo có chữ A nhở? Có ông nào có cái áo này? Mẹ chẳng lẽ tôi lại lên tầng tôi tìm cái áo này. Đấy, áo nó phải có chữ A này chứ. Nhưng mà tại sao cái ảnh này chụp cùng áo đéo có chữ A là thế đéo nào nhỉ? Ô. Từ nhá, cái này tôi cũng ngáo vãi cứt này. Là như nào nhỉ? Là nó sẽ có một bản bị in lỗi à? Đây này, bản này là bản in bình thường này. Michigaming này. Ờ, bản này sao đéo có chữ A nhỉ? Ô. Ô. Trôn vãi cứt thề. Khó hiểu nhờ. Thế là ông nào có quả áo đấy là hàng hiếm đấy, hàng limited đây bạn ạ. Đéo phải áo nào nó cũng bị lỗi như thế đâu. Còn nếu như mà bạn nào mà có cái áo này mà chưa mặc ấy, mà cần thứ A các bạn gửi lại cho tôi cái để tôi đổi cho hàng khác. Tại sao nó như thế nhờ? Ừ mẹ, bây giờ tôi biết đấy. Lỗi, xin lỗi các bạn nhé. Tại vì tôi chả thấy có gì buồn cười kể từ ngày khi em ra đi. Anh ơi, tham khảo cho chuyến đi Huệ sắp tới ạ. Cầu Trường Tiền, Cung An Định. Wow, đẹp nhỉ. Đại Nội Huế, đây là một trong những điểm chắc chắn là phải đi rồi. Nhà thờ Phủ Cam. Wow, nhà thờ đẹp thế. Quốc học Huế. À, trường Quốc học Huế. Wow, trường này đẹp nhở. Trường này phải đi ạ. Lăng Khải Định. Lăng Minh Mạng. Lăng Tự Đức. Phá Tam Giang. Phá Tam Giang này trông như kiểu như cái áo tôm nhở. Văn Thánh. Làng Hương Thủy Xuân. Ui, làng Hương này đẹp này. Đồi Thiên An. Đàn Nam Giao. Ga Huế, tôi đã từng đến rồi. Vịnh Lăng Cô. Ui đẹp nhá. Đầm Lập An. Đầm Chuồn. Ừ nhờ. Hay là tại vì bạn ấy chụp nhờ. Bạn ấy chụp cái đoạn này lúc nãy trông. Đây này. Phá Tam Giang nó là gì nhờ? Tôi xem, tôi chưa nghe bao giờ nhá. Phá Tam Giang. Phá Tam Giang, địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp. A à, ứ, ừ, đấy, đúng rồi, nó là bờ biển à. Phá Tam Giang. Đây là một hệ thống đầm phá của tỉnh Thừa. À, nó là đầm này. Có diện tích rộng khoảng 52 km², được biết đến là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Phá Tam Giang Huế. Ồ, chỗ này để ngắm hoàng hôn bình minh các kiểu đấy à. Ồ, 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 hiểu. Mới ạ. Bố x. Đầm Lập An. Lắm đầm thế. Đầm Chuồn. Rừng Ngập Mặn Phú Trá. Rú Trá. Chùa Thiên Mụ. Hết. Được. Ok bạn ơi. Huế và 20 điểm đáng đi nhất. Tí nữa tôi gửi cái này sang cho thằng Huy. Nó tự phân tích. Chứ... nó trưởng đoàn, nó lên lịch, tôi chỉ biết đi theo. Someone else?
Hả? Mẹ ảo vãi cứt ạ. Anh ơi, em đang cho mẹ đi khám ở bệnh viện Việt Đức, mưa lạnh quá. Cố lên em ơi. Cố lên. Trời ơi, hơn một tháng từ lúc Điền Linh ăn ban rồi vẫn chưa được ban. Thế ông đang mẹ ở trong group nào đấy? Ông được ăn ban rồi còn gì nữa? Hay để tôi hỏi cái Thảo xem là tình hình nó ăn ban đến đâu rồi nhá. Oh, the knife. Someone unboxed one of the most vãi cả bìu ạ. Bướm Emerald 300 triệu. Mẹ mở thế mới là mở chứ. Cơm còn có cơm nắm, sau tay còn chưa ai nắm. Em thấy nhân vật nữ giống anh quá. Giờ hơi. Đợt bình nước mới em đặt cách chục cái được không anh? Thì mỗi người được đặt mấy cái ấy. Nhưng mà cái cảnh gấp cái hạt ra trông hơi ghê. Với những cái thằng mà kiểu sợ lỗ như tôi cứ thấy nó kiểu sợ sợ thế đéo nào ấy. Nhưng mà đẹp. Ờ được, đây thì duyệt màn này cái. Ui thôi. Mẹ hát bài này thua em nhím nhà tôi hết. Woo. Khi hai mõm vừa gặp nhau. Anh thì đang ốm, các em có thể giữ trật tự cho hàng xóm được yên được không? Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, chắc chắn là tôi cũng sẽ không chửi rồi. Ngó ra chửi xong rồi, một lúc sau tôi đang ngồi với nhà vệ sinh lại thấy ngó đầu ra tiếp. Mấy đứa vẫn còn đứng ở đấy. Mẹ àm, chiều nay vừa kể, hôm trước vừa kể câu chuyện xong. Chiều nay lại bốn thằng con nít thể bực đéo chịu được đang ngủ. 3 giờ chiều mẹ nó cứ đứng ở ngoài cửa lại còn đeo khăn quàng đó nữa. Đúng bốn thằng. Cay vãi đái. Mà nó tham minh chuẩn lắm nhá, mấy thằng đấy mẹ tương lai chắc chắn trở thành game thủ CSGO, mẹ niềm tự hào của nước nhà luôn. Nó đứng nó cứ anh đâu ơi. Đừng chụp ảnh đi anh đâu ơi. Mình nằm đấy mình đã đéo muốn dậy rồi, xong kiểu bực quá. Vợ tôi thì nằm cạnh mẹ, xong rồi bà thôi để em ngó đầu em chụp, bà thôi, em đang bầu, để anh. Mình đéo chịu được, mình đứng lên rồi. Thì nó chạy mẹ vào cuối ngõ. Tức là thôi nó đi mẹ rồi thôi. Lại nằm xuống. Anh Đồ ơi, chụp ảnh đi anh Đồ ơi. Mẹ nó bực hai lần như thế. Cứ mình đứng lên thì mẹ mày nó lại chạy đi. Bực đéo chịu được bực mấy thằng oắt con. Chẳng lẽ mẹ ngó đầu và ném phát quả dép xuống. Tham minh kinh đéo chịu được. Xem để giải trí anh ơi. À ừ ok, giải trí này. Hoan hỉ này. Mình là không coi độ Missy luôn. Theo mình là độ Missy gặp thời thôi. Tất nhiên là giỏi cộng may mắn bằng thành công. Biết tới độ Missy thông qua Piu Piu PR. Mới biết xong nhảy qua coi thì thấy sờ chim bắn PUBG chửi thề miết. Kiểu gì cũng chửi thề được.
Tại vì hồi đó Piu Piu chửi và rất hot. Toàn là meme của Piu Piu, nhưng mà Piu Piu làm nó real không có gượng. Xong đùng một cái team refund bắn được top 1 một round nào đó. Rồi thêm cảnh đứng nóc giống Điện Biên Phủ. À Điện Biên Phú. Báo chí PR ké luôn. May mắn hên có cái khúc đó khớp với lịch sử rồi ngạo nghễ Việt Nam. Từ đó phất lên luôn chứ không có gì nổi bật. Còn vụ từ thiện thì đầy kênh YouTube người ta làm. Làm quy chê là gì? Làm QTR rồi. Nói chung là độ Misi gặp thời khá nhiều. Chứ hồi đầu coi chửi thề không mà gượng ép lắm. Nếu Piu Piu không PR hay là ngừng stream PUBG không hot thì người ta cũng chả biết team refund là ai luôn á chứ. Người ta nói đúng đấy bạn ạ. Người ta nói đúng đấy, cũng không có gì sai cả. Hoan hỉ hoan hỉ, người ta nói đúng đấy. Anh chưa sâu lúc anh xuống phòng thì cá của anh nhảy nhót như thế nào ấy. Rồi đây tao sâu luôn. Trời ơi má. Mày không nhắc là tao quên luôn á. Nhớ là hôm trước tao có quay lại rồi. Không trượt được, không quả này chắc chắn không trượt được. Có con cá. Có con cá nhảy tung tăng luôn nè. Bể cá tôi hơi bẩn đấy nhá. Bể cá đang chưa kịp dọn lại, phải thông cảm đấy nhá. Nhưng mà có đấy. Nhớ là hôm trước có quay rồi. Không sai được. Đâu ấy nhỉ? Nó là video đúng không? Thế nào phải trước hôm mặc áo. Sau hôm mặc áo. Ô kìa, cứ quay xong nó lại đi đâu ấy nhở? Dối đéo chịu được. Video. Đây à? À đấy. Đấy. Đấy, chiều ngủ dậy đấy. Đấy. Thấy chưa? Tung tăng chưa? Sáng nào cũng thế, thấy mặt tôi cái chúng nó vui lắm. Đấy. Bây giờ còn bao nhiêu? Đây, còn khoảng chục con cá. Còn lại chết mẹ hết rồi. Mấy con này là mấy con sống dai con mẹ nó nhất từ năm 2020 cho đến tận bây giờ là 4 năm mẹ rồi. Hôm trước vừa chết một con xong. Chết trương mẹ bụng lên. Thì tôi đéo biết được là cái lứa tuổi của mấy con cá này. À bẩn á. Thì sắp tới mới dọn lại bể đây. Trời ơi, sắp tới tôi làm lại hết. Đây, từ từ để xem các bạn. Tua lại một tí cho các bạn xem. Phải phân tích cho các bạn về cái bể cá của tôi. Đây này các bạn nhìn thấy không? Sau bao nhiêu năm tôi nuôi cá, chúng nó ỉa xong rồi mẹ cứt của chúng nó bây giờ bám đầy con mẹ xuống hết cả dưới cát này rồi. Nên là bây giờ cái bể này nhá, nếu như mà có dọn lại thì cứ nửa tháng sau nó lại mốc đầy lên. Nên là tôi bảo bây giờ phải dọn hết cái cát ở dưới đi, thay một cái lớp cát mới vào thì nó mới không mốc được. Thế nên là khoảng 1-2 tuần nữa là tôi bắt đầu phải làm lại cái bể cá này từ đầu. Để làm lại cái bể cá này tôi phải dọn hết cả cái tủ ở đằng sau là cái chỗ mà con cá đích nhà tôi đang ở ấy. Thì mới dọn được đây này. À. Phải bê hết cả con này đi, bê hết cả cái hòm này đi thì mới có chỗ trống này để người ta có thể bê cái tủ kính này ra được. Uầy, nó gian nan lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó sắp đẹp rồi. Không thể để nó bẩn mãi như thế được. Nó trợn mắt, ok hả? Trợn mắt láo, dán ngay. Nghe thử đi anh. Thằng này thế nào ấy nhở? Là bài bộ tộc cùng già đúng không? Vừa nói về câu chuyện bản quyền xong nó lại post lên. Nó không có một cái nội dung gì cả. Thằng nó gài tôi đúng không nhở? Mẹ 2022. Ông này lập Facebook từ năm 2018 và tham gia vào group mình từ năm 2022. Không ban ông nhở, ông này gài này, ông chắc chắn là gài, ông này có biểu hiện nghi vấn này. May dạo này hiền đấy nhá. Dép VIP này anh, ấy tôi cũng có. Chắc 3 giây, tôi nghĩ thế, kỷ lục thế giới bây giờ đang khoảng 3 giây mấy thì phải. Ủa, 3 giây 1, vãi cả bìu nhờ. Sợ thật. Thôi nha, tôi không phải hỏi nha các bạn nhá. Này không phải hỏi nhá.
bớ được quả phạt cứng vãi cứt. Ngô Duy à? Ui, vào từ 2021. Thôi nhờ. Một bài học. Đi luôn. Đây anh ơi, 11 triệu 9. À, tôi nhớ hôm trước nhờ bạn kia bạn mua hộ rồi. Làm móc vịt là thêm con ma vịt nữa đi anh. À, móc sắp có rồi các bạn nhá. Chắc là khoảng tuần nữa là có đấy. Có luôn, tôi sẽ email bên đấy. Tôi xin phép xem là có bán được, nếu không bán được tôi tặng cho các bạn. Kinh nhỉ. Anh ơi cho em sinh linh con robot Vector. Vector là con đéo nào nhỉ? Con này là con con này là con gì? Con này không phải con Vector. Con Vector là con nào? Cù nhà em mỗi lần nghe độ tộc. Ôi trời, chết con mẹ, bấm nhầm vào rồi. Ui, trộn vía bạn ơi. Nhà bạn có thằng bé bụ thế, chia thằng Tùng nhà tôi tí được không? Hôm nay tôi với cả thằng Tùng vừa đi tắm chuồng với nhau xong thì trông mẹ cũng điếu khác gì một bộ xương cả. Tắm xong ra soi gương sấy tóc cho nó, xong rồi nó lại còn hai tay nó cầm nó nhúm kéo cái da nó ra, bảo bố ơi con sắp hết xương sườn rồi này. Mẹ mình làm sao mà mới hết xương sườn được con, trông mày điếu khác gì bộ xương cả, trông chán không chịu được. Cháu 14 tuổi, đấy là do cháu chọn đấy nhá. Vịt lại băng băng trên top thịnh hành rồi anh Độ ơi. Ồ, là thật. Oh my god. Đâu? Đâu? Vịt. Ui, lại lên trending for gaming. Ủa, nhưng từ từ lâu rồi không xem trending gaming. Trending gaming giờ nó là những game gì? Tao giết nhau nhá. Mình đến lúc là mình cũng phải để ý mấy cái này, mình bắt đầu chơi theo xu thế. Ui mẹ, toàn sót à. Cáp náp. Wow, cái này của nước ngoài à. 6 ngày được 22 triệu view. Thật cứt thật. Ui mẹ, toàn video sót ạ. Phách cả bìu thật. Đâu đó được một cái clip dài của tôi, một cái clip Liên Quân Mobile. Đúng là hai quả clip. Sợ thật. Có lẽ là cũng đã đến lúc mình không làm video dài nữa rồi. Mình quay ra mình làm video short hết rồi đấy. Content khoe nhà vệ sinh đi anh. Mày có nghĩ đến cái cảnh có thằng nào mẹ mà nó đang ỉa, nó chưa xả nước, nó quay cục cứt lên không? Bao nhiêu người đang ăn cơm mày? Mà nghe quả content cũng hấp dẫn đấy nhở. Ừ, khoe nhà vệ sinh nhở. Nhưng mà từ từ đấy là anh em mình nghĩ hơi tiêu cực. Nghĩ tích cực đi, là có mấy quả nhà vệ sinh trông mẹ mày như cung điện hay gì sao. Ui đây rồi em ơi. Đúng mục đích của anh rồi. Bao nhiêu lâu nay anh sâu cái bể cá lên chỉ mong một cái donate như em. Ủa sao đéo xem được. Trời ơi. Anh ơi, Hà Nội lại cháy chung cư. Ô thế à. Cháy ở đâu đấy? Cháy chung cư ở đâu đấy? Update hỏng. Xem cháy ở đâu đấy. Lướt Facebook cái có ngay mà.
Đâu, có thấy đâu. Chiều khúc à? Ui thế à? Sợ thế. Ủa, sao Facebook tôi đéo có cái gì ngoài toàn đồ ăn nhỉ? F5 lại phát ra. Lên VSX, à đây à? Tiếng la hét cầu cứu của người dân mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở Chiều Khúc, Hà Nội vào tối nay. Ui mẹ, sợ thế. Ui, để đón xem này. Ồ, chưa thấy lên báo nhở. Tôi ngồi đọc nguyên nhân cháy phát xong xem thiệt hại. Sợ quá. Thằng Hi Mát á. Hi Mát trong chiếc ao làng vừa chết sớm mà. Quá giật rồi. Bắn điên vậy đấy. Móc khóa vịt tới đâu rồi à? Sắp tới. Wow. Wow. Đẹp này. Nhưng mà trông hơi nguy hiểm. Trông mấy cái mảnh kính này hơi sợ. Nhưng mà đẹp này. Sơn 3D luôn này. Wow. Từ từ, xem lại cái này cái. Đây rồi. Có quá đáng lắm không nếu em xin phép được sang setup và dọn bể cá cho anh? Em là người chơi và đam mê cá cầu vồng, thực sự nhìn bể cá của anh em muốn giúp anh ạ. À. Em à, có quá đáng lắm không nếu như ngày mai 4 giờ chiều em sang nhà anh? Đừng cầm đồ sang vội, sang để anh em mình nghiên cứu xem là mình sẽ làm những cái gì trước. Tại vì mai từ 4 giờ đến 5 giờ là anh ở nhà đấy. 5 giờ anh đi đá bóng rồi. Thì 4 giờ em qua là đẹp này. Inbox cho anh nhá. Inbox cho anh gái xong rồi sang. Nhưng mà anh em phải thống nhất với nhau là mày lấy bao tiền là bao tiền nhá. Cứ không à, kênh chat lại bỏ anh ăn cướp. Đấy. Chưa gì là anh thấy mẹ cộng một cu li này, cộng một nô lệ này. Đấy. Mẹ bú này. Đấy là cái tư tưởng ăn không. Không được. Anh em phải thống nhất với nhau là nếu như em lấy tiền thì hãy sang. Còn nếu không mình chia tay đi. Đừng sang nữa. Mang tiếng anh lắm. Hi anh em 2K2 đang là single mom. Con em gần 4 tuổi, gia đình có 4 chị em. Nhưng hiện tại chỉ có em gửi tiền về cho gia đình để phụ trợ trả nợ. Cha thì làm hay bệnh lắm, em áp lực quá anh ơi. Em chuẩn bị đi học nghề, anh có thể động viên em được không? Ui, nhà có 4 chị em gái nhưng mà thế 3 chị em gái còn lại ở đâu hả em? Ê, cuộc đời nó thế đấy, có những người sinh ra là đã bị số vất vả kiểu như thế em ạ. Nhưng mà anh tin là mình không bao giờ mình vất vả cả đời đâu em. Mẹ, đéo ai đời bạc đến cái mức đấy. Cố lên em ạ. Có thể là mình khó khăn thời gian này nhưng mà mình còn trẻ mà. Trời ơi, 2K2. Cố lên em nhá. Quan trọng lúc nào cũng phải tinh thần, lúc nào cũng phải vui vẻ. Lúc nào cũng phải có sức khỏe đã. Thì mình mới làm được nhiều việc khác em ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Em flex vườn thú cưng nhà em. Ui mày nuôi lắm thế. Ui con mèo cute thế. Ui con kia ngủ trên bàn phím luôn ạ. Ui có con mèo 4 chân trắng đẹp thế. Con mèo này đẹp thế. Ui đây là con này con Samoy à. Con này con Budo à. Ui con mèo ngủ trên bàn phím. Ui con mèo lông dài này trông cute này. Ơi nhưng tao thích con mèo xám này. Con mèo xám chân trắng này đẹp thế. Con mèo này hay này. Ui con này mà anh mà mang về chắc thằng Nhu Nhi với thằng Tùng Sói nhà anh nó réo lên kiểu nó. Con mèo, trời ơi, con mèo chân trắng. Ui, mẹ lại tâm sự thì khổ thế. Chết đi.
đi học đi cháu ơi, thôi cố gắng học đi nhá, loanh quanh câu chuyện chỉ là đi học thôi nhá, đi học đi. Cảm nhận mình à, đây rồi, quả này xóa mẹ comment đi rồi, anh em đéo đọc được, cay vãi cứt. Đấy, hôm trước tôi chơi game game cảnh sát biên giới đấy, xong ăn quả comment này. Hết ý tưởng nên chơi lại game cũ 3 năm trước à anh Độ. Game này em nhím, em bô, em lê khôi, cầy muốn nát rồi. Giờ lấy content của mấy thằng em ra làm clip. Anh Độ chơi tốt với anh em thật đấy. Làm tôi nhớ lại cái comment ngày xưa. Có cái game gì mà anh Dũng CT chơi rồi, xong rồi đến lúc tôi chơi cũng có một thằng vào comment, có khi là đúng thằng này mẹ luôn. Hết ý tưởng chơi game, hết content rồi, nên là bây giờ phải chơi lại game của anh Dũng. Ừ, mày hết thời rồi Độ à. Chắc là đúng thằng này này, không chạy đi đâu được. Tại sao có những thằng não ngắn đến cái mức mà không, tôi nghĩ chắc chắn với cả các bạn, đây là AI comment. Bây giờ xã hội phát triển đến cái mức mà AI nó cũng có thể xem stream được rồi, xong rồi nó tự vào comment được rồi. Chứ người bình thường không thể comment như thế này được, đúng không? Người ta xem người ta phải biết suy nghĩ, người ta phải biết phân tích. Thế làm sao có cái câu chuyện là game thằng nào chơi trước là game đấy là của thằng đấy, mấy thằng sau không được chơi. Con người không thể suy nghĩ như thế được, vô lý. Không 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 không, đây là AI comment. Xong bên dưới bị chửi cho to đầu mẹ luôn. Thấy bảo anh, thấy anh Độ bảo ước mơ của anh là được đi xem cực quang. Ui đúng mẹ rồi em ơi. Đúng đúng đúng. Mẹ đời tôi mà được đi xem cực quang một lần thì ôi giời ơi. Đẹp như này cơ á. Cực quang ảo thế này cơ á. Đẹp thế nhở. Đây là bộ sản phẩm của đồ án môn học chuyên ngành của em được lấy cảm hứng theo thương hiệu Missy Food và cũng là sản phẩm thiết kế bao bì đầu tay của em. Bao bì tập trung vào chủ đề Tết 2025. Mong được nhận sự yêu thích của mọi người ạ. Em à, có quá đáng lắm không nếu như mà chuyển sang cho anh cái bộ thiết kế này để Tết anh em 2025 là anh em mang vào bán hàng luôn là hợp lý này. Ui, được 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 quá em ơi. Tuyệt vời luôn em ơi. Đẹp 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 đẹp, duyệt cái bài này đã để nốt lại. Giữa năm xin đều. Ây à, đẹp nhở. Ui da, cử động được luôn à. Nó có rửa bát quét nhà được không nhở? Trông vãi cứt nhở. Ui, mẹ chân đụng đậy được này. Ui, bật đèn được này. Mẹ con này mà biết rửa bát quét nhà dọn vệ sinh, mà biết cả lên live stream nữa thì mẹ tuyệt vời này, mua về ngay này. Đẹp 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 đẹp, đỉnh 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 đỉnh. Chủ đề tập tục quanh bữa cơm gia đình Việt. Duyệt cái này đi để các bạn xem. Phôi to lắm anh ơi. Đâu? 47.000 follow rồi á? Hôi. Thôi nhờ. Hui. Hui. Thôi xong rồi đấy. Hôm trước tôi vừa mới test. Tôi có cái group connect với cả bên TikTok từ trước. Thế là hôm trước có cái bài của một ông post cái clip công thạch lên, xong bên dưới chúng có chửi tôi như chó ấy, thì tôi cay quá. Cái này hai hôm tôi gửi link cho bên TikTok bảo là em ơi anh report kênh này không được, em report hộ anh cái. Ngày hôm sau sập luôn. Ủa nhanh vãi cứt. Nếu như các bạn không tin thì chúng ta hãy cùng xem kênh này bao lâu thì sập nhé. Ừ, ok. Tối nay sau khi off stream xong tôi sẽ gửi thăm bên TikTok để mình xem kênh này bao nhiêu lâu thì sập các bạn nhé. Đây tôi sẽ nốt link lại ở đây. Ngày nào anh em cũng sẽ vào check. Trông ghét vậy. Anh đã xem chưa anh Đục? Cái sàn có vẻ như là do lỗi block hay gì đó. Nhưng mà chờ đợi một tí nữa thôi thì mình sẽ sửa lại cái sàn nó thành một block khác ngay. Thêm một điều nữa thì lúc mà mình đang xây cái căn phòng này, mình quên mất phải tháo cái bộ giáp của mình đang mặc ra. Thế nên là có thể một số bạn sẽ thấy rất là vướng khi mà coi một thanh niên mang bộ giáp vô cùng bố láo đang di chuyển với tốc độ siêu nhân để có thể xây dựng được một căn phòng. Thank you.
Thằng yêu thế nhưng mà sao không xây rộng ra một tí yêu dễ xây mày. Trời ơi. Cú te. Ừ, đẹp đấy, giống đấy. Đẹp. À, nhưng mà của kênh khác à, bạn phải ghi nguồn và tôi mới duyệt được chứ. Trời ơi. Chào anh Độ và kênh chat i3, đây là chi tiết hơn về bộ sưu tập chữ ký của bác Hồ ạ. Vì vừa rồi chất lượng hình ảnh không tốt nên là mong anh và các bạn thông cảm. Wow. Đỉnh vãi. Ui, mấy cái chữ góc này đẹp thế. Nhờ. Ui, bác ký đẹp vãi. Xời. Đỉnh nhờ. Chính ra từ năm, đây là 1945 cho đến năm 1965, chữ ký của bác không thay đổi quá nhiều. Nhưng mà đẹp. Ký như in. Đỉnh. Trông bức tranh trong thư với cái hình ảnh thực của anh Độ giống nhau thực sự. Cũng áo ba lỗ, cũng đeo huy chương, cũng khoe lông nách. Hết sức mong chờ một nét info về chiếc lịch uy tín. Ở Hà, mày nói mới để ý á. Trời ơi, con mèo còn xem stream của tao. Mày hỏi nó xem mà nó subscribe kênh tao chưa mày? Đáng yêu vậy. Ui. Lên kèo đi Đà Nẵng săn mây anh ơi. Ui, nhìn mây này. Đỉnh vãi như thác vậy. Cháy. Thôi rồi thằng ơi. Đi rồi. À không phải thắng. Bạn mặt trời. Ông này trông avatar như kiểu đi lính rồi nhỉ. À đéo phải, nhìn nhầm. Ui, fan 2021. Sao lại đâm đầu vào tài xỉu em ơi. Thực sự luôn ý. Chết người đấy. Hôm nay thi thử gấp chăn đẹp và gấp nhanh nhất. Thử gấp chăn đẹp và gấp nhanh nhất. À, bộ môn này hay này. Bộ môn này tôi cũng thích xem này. Tại ngày xưa đi lính thì tôi được học gấp chăn rồi. Hay đấy. Được đấy. Bình thường nếu như mà một ông gấp chăn đi lính mà gấp chăn thì gấp trong bao lâu nhỉ? Như bọn tôi gấp mất khoảng 4 phút thì gấp xong một cái chăn. Đình. VTV24 đang xem. Không tin. Mấy giờ rồi? À, 12 giờ rồi. Đến giờ sang Nemo mẹ rồi. Xem gấp chăn không? Hay là sang Nemo? Hay là để mai gấp? Thôi để mai gấp đi. Mai nhá, bạn nào tự tin về khả năng gấp chăn của mình, gấp phải vuông đét nhá, gấp phải đẹp vãi cứt nhá, thì anh em mình sẽ tổ chức một hội thi gấp chăn. Yêu cầu thứ nhất là gấp phải đẹp, thứ hai là gấp phải nhanh. Đúng không? Ông nào mà gấp nhanh nhất, đẹp nhất thì sẽ được giải thưởng ao la của chúng ta. Nhá, tối mai. Mai đi, giờ 12 giờ kém mẹ rồi. Bây giờ sang Nemo tí xong rồi ngủ. Mai đi đá bóng rồi, còn có ông anh trong Sài Gòn ra nữa thì tối mai để tôi xem tôi có bắt cóc ông anh về hát 1-2 bài được không. Còn nếu như không được thì anh em mình tổ chức hội thi gấp chăn. Hợp lý chưa? Mai nhá. Nhá, bây giờ hơi muộn rồi, ok không? Thôi, nay gặp nhau thế là vui rồi. Một tiếng trôi qua rồi các bạn ạ. Thì bạn nào mà xem tiếp qua Nemo TV MC nhá. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn và gia đình chuẩn bị đón cuối tuần vui vẻ. Bye bye, chào cả lo nhà mình. Mai gấp chăn nha các bạn ơi. Bye.